Oh my god. Những con chó rừng lân đen đang tiến lại bữa ăn của chúng. Đó là đám con của báo săn Gepa. Hang ổ của bà mẹ này đã bị lũ chó đánh hơi ra. Giờ đám con nó bị đặt trong tình thế vô cùng hiểm nguy. Bốn con chó rừng lân đen cùng phối hợp hành động. Báo mẹ đơn độc sẽ làm cách nào để bảo vệ con của nó đây? Cuộc vây hãm bắt đầu. Những con chó rừng rất khôn khéo. Chúng trực tiếp gây chú ý, tạo ra sự phẫn nộ, dẫn dụ báo mẹ đi xa cái tổ. Sự lo lắng đã làm cho báo mẹ dính bẫy, truy đuổi theo ba con chó rừng rời xa những đứa con. Báo mẹ vẫn không hay biết có một con chó rừng trong bốn con ở lại. Oh my god! Dễ dàng tiếp cận báo con. Đứa nhỏ tội nghiệp không thể chống trả mà lùi dần vào bụi cỏ để trốn. Quá gần rồi, chỉ cần một cú đớp là chó rừng đoạt mạng và tha báo con đi. Báo con hết cách, cất lên tiếng kêu đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Tuy nhiên, tiếng kêu đó đã vô tình vọng đến tai báo mẹ và đã thức tỉnh nó. Báo là loài vật rất tinh khôn. Nó đã biết mình rơi vào bẫy nên tiến hành quay đầu chạy thật nhanh về lại tổ. Nó lao vào tấn công kịch liệt con chó rừng xảo huyệt. Nhận thấy kế hoạch dương đông kích tây bị bại lộ, bốn con chó quyết định từ bỏ cuộc săn. Báo con đã giữ được tính mạng nhờ tiếng kêu cứu thần thánh và sự nỗ lực to lớn của báo mẹ. Những đứa nhỏ vui mừng khôn xiết chạy lại quấn quýt ôm lấy mẹ. Còn với bà mẹ này, nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, bởi nơi này đã bị lộ. Đám chó rừng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt sự ồn ào khi nãy sẽ đánh động mảnh thú khác như linh cẩu và sư tử tìm đến. Nó quyết định bỏ ngôi nhà này, dẫn đám nhỏ đi tìm nơi ở mới.